chuyện đời Thánh Ni Sona Để kích lệ những người cư sĩ thiếu tự tin, cứ có mặc cảm mình là thần nữ, hoặc đã lớn tuổi hay ít học rồi không dám tin vào khả năng bản thân để có thể dốc sức tu tập tuệ quán. Ngài Ca Vi thường kể đi kể lại câu chuyện đời của Thánh Ni Sona như một tấm gương sáng cho mọi người nhìn vào đó mà soi mình. Kinh kể rằng Sona giống là một tiểu thư giàu có, lấy chồng và sinh được 10 người con trai. Chồng nàng một hôm đi chùa nghe Phật thuyết pháp đã phát tâm địa bỏ thế tục vào sinh Phật cho xuất gia. Sona còn lại một mình phải nuôi dạy 10 đứa con khôn lớn. Điều phủ phàng cho nàng là khi Sona đã 60 tuổi, tất cả tài sản đã được chia đều cho các con thì họ lại trở mặt, không ai muốn phải tốn công chăm sóc mẹ già. Họ đụng đẩy nhau, cuối cùng vì tự ái mà cũng là lòng tự trọng, bà Lão Sona quyết không nhờ cậy con cái nữa và sống lang thang như một người vô gia cư. Do duyên lành đẩy đưa, bà nhớ lại con đường chồng mình đang đi và quyết định ghé đến một ni viện xin xuất gia như để tìm một chỗ nấu thân cuối đời. Các Tỳ kheo ni phàm phu có lòng kinh rẻ bà là người không tài sản xuất thân mơ hồ là già yếu nên trong đối xử có phần bạc đãi họ bắt bà làm toàn việc nặng nhọc dơ giấy và không cho tham dự lễ lộc ở bất cứ đâu phải sống ru rú trong hậu viện để làm việc hôm đó ni chúng được mời đi trai tăng ở nhà cư sĩ và cũng như bao lần khác họ bắt bà sona phải ở lại nhà chuẩn bị nước nóng cho họ về tắm rửa tuổi già di chuyển khó khăn bà lại quay thế nào rồi bị trượt té trong nhà tắm. Trong cơn đau đớn của thể xác, bà lấy đó làm đề mục để tu tập thọ quán niệm xứ theo cách chỉ quán sông tu. Chỉ trong tích tắc bà chứng được lục thông và bà đã ngồi luôn trong bếp mà nhập quả định. Lát sau, đi chúng về đến chùa thấy bếp nút không khói lửa gì nên cứ tưởng vì lão ni đã đi ngủ trưa Họ cùng nhau trách bà là tuổi già lười biến tắc trách. Lúc này bà Sona đã xả định, nghe vậy liền trả lời. Các vị cần nước sôi thì có nước sôi đây. Nói rồi, bà đưa tay chỉ về mấy bể nước. Kinh nói khi đó trong nháy mắt, bà đã dùng đến hỏa giới tam muội tức đều một lửa để tạo ra hơi nóng cho mấy bể nước. Các tiệc kheo ni phàm phu thấy nước sôi sùng sụp trong nháy mắt thì kinh hoảng ai cũng bảo bà là phù thủy. Riêng các trưởng lão ni thì đã ít nhiều đoán ra chuyện gì. Sự việc sau đó được trình lên Đức Phật và Ngài xác nhận rằng Tỳ kheo ni Sona giờ đã là một vị La Hán, đứng trong hàng ngũ 13 Tỳ kheo ni xuất sắc nhất của Ngài với biệt hạnh là đệ nhất tinh tấn. Ngài Ca Vi thường nói rằng trong số tín nữ thời nay Liệu có ai bất hạnh hơn bà Sona? Có chồng mà như không, con cái hất hủi, tuổi già không nơi nương tựa, do cửa từ bi còn bị bạc đãi phân biệt. Và có ai ngờ được bà đã thoát khổ từ một cơn đau. Vết thường trong nhà tắm của ni viện đã đưa bà từ phàm sang thánh. Trong khi đó, so với bà, chúng ta có quá nhiều may mắn, nhưng chúng ta cứ luôn tìm lý do để dễ ngươi. Quý vị nhớ đi, Ai rồi cũng già, vợ chồng con cái không thể nào thương quý vị như chính quý vị. Đừng quên rằng ai cũng có cuộc đời riêng và có những vấn đề không ai có thể chia sẻ với ai. Thời gian còn lại của quý vị không còn nhiều lắm đâu, phải tu tập niệm xứ như là một thói quen để lúc cuối đời có bị trượt té như bà Sona thì biết đâu đó lại là một cơ hội cho chuyện gì đó đấy. Cuộc vấn đáp với cựu Thủ tướng Unu Ngài Unu nói Xin được nghe giải thích về tiềm miên phiền não Ngài Sayadaw đáp Một trong nhiều cách để hiểu về chúng là sự hiểu biết về chữ sanh trong 12 duyên khởi Unu nói Như vậy là sao thưa ngài? Sayadaw đáp Ở đây tôi nói riêng về trường hợp người cõi dục xanh là sự hợp mặt của tứ đại cùng giới thức và Thọ xanh không có gì là to tác lớn chuyện mà chỉ là sự gặp gỡ của các điều kiện ấy ở thánh nhân thì sự gặp mặt này không thể là cơ sở cho chuyện thích hay ghét nhưng ở Phàm phu một khi các điều kiện ấy hội tụ thì người ta luôn chọn một trong hai thái độ thích hay ghét đây chính là chỗ rõ nhất để ông biết cái gì là tìm miên phiền não. Ngài Uno nói, Ngài có thể cho con biết chút ít về Niết Bàn được không? Ngài Uno nói, Người không thấy tánh biến diệt của danh sách thì không thấy được Niết Bàn. Người chứng đạo nhìn thấy Niết Bàn qua sự quan sát tánh biến diệt của ba pháp hữu vi gồm tâm, tâm sở và sắc pháp. Người hiểu được chúng thì tự nhiên thấy được tập khởi của chúng là tham ái sự hiểu biết khổ đế và tập đế chính là đạo đế chính cái biết đó chân đứng sự tái hiện của khổ và tập đó chính là diệt đế ngài U nói con từng nghe ngài nói về nội dung của pháp môn tuệ quán là sự tỉnh thức khi tâm chạm cảnh xin hỏi thật sự cái gọi là tỉnh thức ấy là gì Ngài Sayadaw đáp, khi ông biết cảnh bằng tâm bất thiện hay khi tỉnh thức bằng tâm thiện thì trước sau cũng vẫn là hoạt động đơn giản của tứ danh uẩn, tức thọ, tưởng, hành và thức. Sống bằng tâm bất thiện, ông không biết cái gì đang xảy ra trong tâm mình. Còn sống với niệm và tuệ thì ông biết rõ rằng tứ danh uẩn vừa có mặt chỉ vậy thôi ngài u nu nói tứ danh uẩn hợp mặt để tạo nên cái gọi là tâm tức danh pháp và đó có phải là tất cả điều kiện để chúng có mặt hay không ý con muốn hỏi là danh pháp có thể xuất hiện độc lập bên cạnh sắc pháp hay không ngài saviador đáp tôi vừa nói với ông rồi đối với người ở cõi dục giới thì danh sắc không thể rời nhau bốn danh uẩn ở đây luôn gắn kết với tứ đại để làm nên lục nhập cùng những hoạt động của chúng. Như khi mắt thấy, tai nghe thì phải cần đến nhãn căng, nhĩ căng, cảnh sắc, cảnh thinh dân dân. Và khi ý thức biết cảnh pháp thì bên cạnh danh pháp gồm thức và cảnh đều thuộc danh. Người ta vẫn phải cần đến sắc pháp là sắc ý vật. Như vậy, ở cõi dục giới, danh pháp và sắc pháp luôn cần đến nhau ở cõi phạm thiên ngũ uẩn cũng có mối quan hệ danh sắc như vậy nhưng đơn giản hơn nhiều ngài u nu nói con có nghe câu này từ nhiều vị pháp sư nhưng chưa được giải thích tường tận trên trần gian có bốn loại cây muốn chúng chết thì tưới nước lạnh muốn chúng sống thì tưới nước sôi ngài sajador đáp vô lượng chư phật đã ra đời rồi niếp bàn trong tương lai cũng vậy cũng sẽ có vô lượng chư phật ra đời rồi niếp bàn tất cả chư phật trong ba đời đều do chứng ngộ tứ đế mà thành đạo tứ đế là bốn cội cây trong công ông vừa hỏi còn nói muốn giết chúng thì tứ nước lạnh có nghĩa là để chấm dứt tham sân si chứng ngộ tứ đế thì ông phải thực hành bát thánh đạo muốn cho phiền não phát triển thì ông cứ sống hết lòng với chúng, nhiệt tình với chúng, thì đó gọi là muốn chúng sống thì tưới nước sôi. Hỏi, con lại còn nghe một câu khác cũng chưa được giải thích. Không có củi trong cả khu rừng ba ngàn dặm vuông, không có nước trên cả một quãng sông rộng, và trong một nhà chỉ có sáu anh em trai mà không có nổi một chị em gái nào. Đáp, không có củi trong khu rừng ba ngàn dặm vuông nghĩa là thánh nhân trong ba cõi là những người đã và đang dứt trừ phiền não không có nước trên cả một quãng sông rộng nghĩa là tâm tư của thánh nhân không bị đắm chìm trong ngoại cảnh dầu trong ba cõi có biết bao nhiêu thứ để nhìn nghe ngửi nếm đụng và suy tư trong một ngôi nhà chỉ có sáu anh em trai mà không có nổi một người chị hay em gái nghĩa là thánh nhân chỉ có sáu căn chớ không còn sáu ái hỏi xin ngài hoan hỷ giải thích cho nghe bài kệ lạ lùng này chân duỗi ra trước khi ngồi xuống ban mai đến trước khi bình minh xuất hiện nồi cơm chín trước khi được nấu người ta đã ăn xong bữa cơm trước khi mọi thứ được nấu chín tấm vải hoàn tất trước khi được dệt xong đáp Tất cả những câu nói vô lý đó được các ngài dùng để giải thích tâm sở tầm, vitaka Nghĩa là người khưởng dục dùng tầm để theo dệt cảnh trần nhằm thưởng thức chúng. Người tu thiền dùng tâm sở tầm để theo dệt những thứ không ra gì thành đề mục. Hỏi! Kinh nói Đức Phật đã độ cho vô số người chứng thánh và mai này chắc chắn những vị thánh hữu học trong số đó cũng sẽ niết bàn hết. Vậy rõ ràng số lượng chúng sanh có hao hụt đi phải không? Đáp Vừa đúng mà cũng vừa sai. Hỏi Như vậy là sao thưa ngài? Đáp Tăng hay giảm chỉ là khái niệm chế định. Trong ý nghĩa chân đế không có tăng hay giảm. Kỹ thuật tuệ quán xuân luôn Trước hết, hành giả chọn một nơi chốn mà mình thấy là thích hợp. Ngồi thẳng lưng, nhắm mắt và khép miệng. Không để ý bất cứ âm thanh nào chung quanh. Rồi tập trung chú ý vào lỗ mũi. Ở đó lúc này không có gì ngoài ra sự tiếp xúc của làn da với làn hơi. Hành giả chú ý ở đó để ghi nhận sự tiếp xúc này. Hơi càng nặng và mạnh thì sự tiếp xúc của thân với làng hơi cũng mạnh theo và nhờ vậy cái biết của ta cũng trở nên rõ ràng hơn chánh niệm cũng dễ dàng hơn cứ vậy không dừng nghỉ không gián đoạn không thay đổi oai nghi không có lòng trốn chạy hay giải quyết những trục trặc nếu có của thân lúc ấy như ngứa hay tê mỏi phải tập chú vào điểm chạm của thân với làng hơi cho đến khi nào xả thiền thì thôi ở đây nhắc lại, hành giả chỉ có một việc duy nhất để làm là thở trong chánh niệm, tức chánh niệm ngay trong từng hơi thở. Bước đầu là chú ý điểm xúc chạm của thân với làn hơi, dần dần sau đó, ta đủ nhanh nhạy và chính xác để nhận rõ cảm giác nào đang đi qua. Nó phải được ghi nhận rõ ràng. Với nhiều người, việc này có thể khó khăn, thậm chí là không thể làm được, nhưng không sao hết cứ tiếp tục hít vào và thở ra trong chánh niệm. Ta sẽ có lúc thấy thêm được cảm giác nào vừa xuất hiện và biến mất. Nhớ giữ thân hình ổn định, cố giữ không xe dịch nhúc nhích. Và đặc biệt là hãy nhanh chóng ghi nhận ngay khi tâm mình bắt đầu hướng nghĩ đến cảnh ngoài hơi thở. Khi đau phải lập tức nhận biết đây là cảm giác đau ghi nhận trực tiếp vào cảm giác đâu, không phải trên danh từ hay tên gọi của nó. Với các thứ cảm giác khác của thân như nóng lạnh, tê mỏi cũng đều phải như vậy. Hãy nhớ rằng cái mà hành giả ghi nhận lúc này là cảm thọ chứ không phải là tên gọi của từng thứ cảm thọ. Phải nhớ ở đây chỉ có hơi thở vào ra, chỉ có sự tiếp xúc của thân ta tức lỗ mũi với làng hơi. Chỉ có cảm giác nào đó xuất hiện rồi biến mất. Tuyệt đối không để ý niệm tôi bị đau hay cơn đau của tôi. Chỉ có cảnh bị biết chớ không có người biết và cảnh ấy cũng không phải của ai. Lúc đầu mới tu tập, sự xuất hiện của các cảm giác rất mãnh liệt, tuôn trào dồn dập, nhưng theo thời gian, giới niệm và tuệ mỗi lúc một mạnh, hành giả cơ hồ chỉ còn thấy một cái tâm không có cảm thọ, dù chuyện này không hề có. Trong cái biết ấy không còn chỗ cho tham thích bất mãn vô minh và liệt hẳn sự ám ảnh của ngã tướng tôi là của tôi lúc này hành giả có thể tự tại hướng tâm đến cảnh nào mình muốn khả năng này được gọi là chánh định trong thánh đạo chỉ trên cảnh danh pháp hay sắc pháp mà biết rõ danh là gì sắc là gì không còn lệ thuộc cảnh chế định tức tục đế thì đó gọi là chánh kiến trong thánh đạo từ khả năng chánh kiến này mới là những gì được gọi là thiền tuệ như tuệ quán sát danh sắc, tuệ sợ hãi, tuệ nhàm chán vân vân. Đây là một bước đi dài và xa cho một phàm phu xưa giờ chỉ biết sống trong vô minh. Hạt giống tốt được gieo trồng đúng phương pháp trên một nền đất tốt sẽ dẫn đến việc đơm hoa kết trái. Những điều kiện cần thiết cho thánh trí như niệm tuệ khi được điều động đúng mức cũng sẽ dẫn đến kết quả giải thoát. Đây là lý do tại sao tính, tấn, niệm, định, tuệ được gọi chung là nền tảng bắt buộc cho mục đích giải thoát. Để minh họa cái gọi là kỹ thuật tuệ quán Xuân Luân, sau đây là những câu vấn đáp cần được tham khảo. Hỏi Tại sao trong những phút đầu tiên tập thiền hơi thở thì thở càng sâu, hành giả thường nghe mệt? Rồi sau đó thì cảm giác này không còn nữa. Đáp. Ta thấy mệt vì làn hơi không được quân bình, bởi hơi thở ra thường mạnh và sâu, dài hơn hơi thở vào. Trong trường hợp này, hành giả phải chú ý cho cả hai hơi bằng nhau, đó là sự quân bình hơi thở. Đến lúc nào đó chính sự quân bình đồng đều của hai hơi vào ra sẽ khiến hơi thở như đang đi theo một nhịp điệu lúc đó ta sẽ không còn nghe mệt nữa hỏi tại sao ta thường kết thúc hơi thở của mình ở hơi vào đáp trong trường hợp anh thấy vậy là bởi vì anh đang thở với sự bám víu vào cảm giác tuy nhiên nếu ta ngừng thở ở hơi thở ra thì đó là lúc chánh niệm có khả năng bị suy yếu vì ở hơi thở ra ta dễ có cảm giác hưởng thụ và thích thú hơn như vậy cứ tiếp tục xả thiền với hơi thở vào nhưng phải giữ chánh niệm hỏi cứ ngồi lâu mà không chuyển đổi tư thế thì thường nghe một cảm giác nặng nề lắm như đau nhức tê mỏi hay cái gì đó tương tự xin hỏi nếu cứ tiếp tục như vậy thì những cảm giác đó có mất đi hay không trong khoảng thời gian bao lâu đáp chuyện này còn tùy ở mỗi người kẻ lâu người mau điều quan trọng là ta hãy cố giữ chánh niệm và tham nhẫn đừng để ý rồi mong đợi cái này biến mất cái kia xuất hiện chúng ta phải biết rằng không một cảm giác nào là không vô thường sự ghi nhớ này rất quan trọng hỏi nghĩa là thấy tê chân thì cứ để mặt nó bị tê hay sao ạ à? đáp đúng vậy cho đến bao giờ khả năng chánh niệm và kham nhẫn của anh còn có thể chịu đựng được thì anh vẫn phải tiếp tục chuyện này có thể khó khăn đấy thậm chí phải qua một thời gian dài nhưng anh phải ráng vì đó là điều cần thiết còn nếu không thể chịu nổi thì anh vẫn phải tiếp tục chánh niệm trong lúc thay đổi oai nghi Hỏi, xin hỏi trong trường hợp với một người mà khả năng chịu đựng quá kém thì phải làm sao ạ? À? Đáp, ồ như tôi vừa nói đấy, đó là một chọn lựa bất đắc dĩ. Vì niệm và nhẫn của anh quá yếu nên anh phải thua cuộc trước những xúc cảm vớ vẩn của thân xác. Tôi bày cho anh một kinh nghiệm, để chịu đựng cơn đau anh nên thở nhanh và ngắn một chút. Nhưng điều cốt lõi mà anh phải nhớ là không một công phu nào mà không cần đến những nỗ lực. Cứ trốn tránh cái khó rồi tìm đường dễ để đi thì làm sao anh có thể có một nếp hành trì rốt ráo. Và một hành giả như vậy cứ phải thường xuyên sống trong sự bất mãn. Vì trong cả hai ý tưởng trốn khổ tìm vui anh khó mà toàn nguyện được. Trốn khổ chắc gì tránh được khổ, tìm vui chắc gì có được vui hỏi xin hỏi lại một lần nữa rõ ràng là chỉ với một cái duỗi chân thật đơn giản thì ta đã lập tức được thoải mái để tiếp tục tu tập nhưng tại sao hầu hết các thiền sư kể cả ngài lại khuyên nên ngồi chịu đựng đáp cốt lõi của tuệ quán là nhìn thẳng vào gương mặt thật của danh sách mà ở đây là những cảm giác khó chịu khi ta cứ tìm cách chạy trốn chúng thì làm sao có thể thấy được chúng là gì việc thay đổi tư thế đúng là giúp anh dàn xếp được những cảm giác khó chịu nhưng cách dàn xếp đó không hay bằng việc ta nhìn thẳng vào chúng và để chúng tự biến mất theo luật vô thường cái này mới đúng là giải thoát là con đường mà ta chưa từng đi qua để chứng được điều ta chưa từng chứng còn cách giải quyết theo kiểu chạy trốn hay tránh mặt thì quá tầm thường rồi anh cũng biết là trốn không được mà vẫn ráng làm, đó là vô minh. Làm không được thì sẽ dẫn đến bất mãn, đó lại cũng là phiền não. Như vậy, cách tốt nhất vẫn là ráng nhìn thẳng vào chúng. Và tôi bảo đảm với anh sớm hay muộn gì, chúng cũng vô thường. Hỏi Xin nói rõ hơn về chánh niệm, có phải đó là sự suy tư hay truy tầm vấn đề? Chẳng hạn như có những cảm giác kia từ đâu đến đáp Chắc chắn là không phải vậy Chánh niệm chỉ đơn giản là sự nhận biết một cách tỉnh táo cái gì đang xảy ra Ở đây anh không cần đến bất cứ một khái niệm hay suy tư nào hết Hỏi Xin nói thêm một chút về sự khác biệt giữa Samatha và Vipassana Đáp Samatha là sự tập trung tư tưởng vào đề mục, không cần biết nó là cái gì. Còn Vipassana là sử dụng khả năng tập trung của Samatha để nhìn vào cảnh danh sách đang diễn ra một cách sinh động. Dĩ nhiên, khả năng Samatha ở mỗi hành giả Vipassana không giống nhau. Có người chỉ là sắc na định, cận định, và có người thì kiên cố định. Samatha là tập trung mà không đánh giá hay suy diễn. Còn Vipassana thì là quan sát mà cũng không đánh giá suy diễn hỏi có khi nào một người đang tu Vipassana lại rơi vào Samatha mà không biết hay không? Đáp Samatha chỉ dùng định trong khi Vipassana thì vừa định vừa niệm. Cho nên một người đang tu Samatha đúng cách thì không thể rơi vào Vipassana. Nhưng một người đang tu Vipassana thì rất có thể rơi vào Samatha. Để tránh trường hợp này, hành giả Vipassana phải trao dồi chánh niệm thật vững mạnh. Hỏi, phải làm gì khi thấy mình đang hết chịu nổi một cảm giác nào đó? Đáp, chỉ là tham nhẫn thôi, tức sức chịu đựng bằng chánh niệm. Tôi nói rồi, cái gì rồi cũng vô thường, ta phải tranh thủ làm được cái gì đó với cái sắp biến mất. Càng có nhiều kinh nghiệm chịu đựng thì chỉ có tốt hơn, chớ không xấu. Hỏi, Hình như nãy giờ chúng ta chỉ nói đến những cảm giác của thân xác mà không nói gì về cảm giác của nội tâm. Đáp. Cảm giác của thân hay tâm cũng đều giống nhau. Cái nào cũng là cảm giác và cũng cần phải được ghi nhận trung thực, chính xác mà không để cho một kiến thức hay khái niệm nào xen vào. Cách thức ghi nhận các cảm thọ phải luôn như vậy, dù là của thân hay tâm, nhưng sau cùng Dĩ nhiên sự bén nhạy trong cảm giác của tâm vẫn được xem là cao cấp hơn. Hỏi: Xin cho biết làm sao để có thể sống chánh niệm cả ngày? Chuyện này nghe dễ nhưng rất khó, bởi chúng ta đã quen tu tập theo thời khóa, ngoài giờ đã định thì tha hồ thất niệm. Đáp: Không có kinh nghiệm gì hết, chỉ có một cách duy nhất là phát triển chánh niệm Dùng niệm này tạo ra niệm kia, dùng chánh niệm để biết mình thất niệm, chỉ vậy thôi. Chánh niệm trong đời sống thường nhật phải được thực tập ngay từ những cử động nhỏ nhất như cầm lên, để xuống, sờ chạm, nhúc nhích vân vân. Tôi nhắc lại, không một ông thầy hay kỹ thuật nào có thể giúp anh hay hơn chánh niệm của chính anh. Bên thiền samatha thì người ta dùng định tâm để làm lắng dịu năm triền cái. Ở vipassana thì hầu như chỉ có niệm. Niệm trong Vipassana làm nền tảng cho bốn thứ còn lại là tính, tấn, định và tuệ. Chỉ cần có niệm mạnh thì năm quyền sẽ có đủ. Niệm yếu thì năm quyền sẽ không quân bình. Thất niệm thì cả năm quyền đều biến mất. Đời sống của ông nói cho cùng chỉ là những hoạt động của thân tâm và các cảm xúc đi kèm. Cứ luôn giữ chánh niệm ở các cảnh ấy thì đã là Vipassana rốt ráo rồi. Cứu cánh Niếp bàn chỉ có thể đạt được bằng khả năng nhìn đúng sự thật và khả năng đó chỉ có được từ một sự nỗ lực đúng mức. Cái gọi là kỹ thuật tuệ quán hay kinh nghiệm Sunlun hoàn toàn có thể gói gọn trong vài điều. Trước hết, hành giả phải có được niềm tự tin là giới luật của mình trong sạch, sau đó là một đại nguyện nghe đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Đó là phát thể cúng dường năm uẩn của mình cho Đức Phật và ngoài niết bàn không còn mong mỏi gì hơn. Có hành giả còn có kinh nghiệm này là trước khi xếp chân tọa thiền còn dành một phút nghĩ tưởng đến vị thầy nào đang trực tiếp hướng dẫn mình hoặc có thể gì đó đã không còn nữa nhưng mình đang tu tập theo kinh nghiệm hành trì của họ sự tưởng niệm này sẽ tạo ra một mối liên thông giữa thầy với trò mà với nhiều người là điều cần thiết bước tiếp theo hành giả rải từ tâm đến tất cả chúng sanh không phân biệt cảnh giới bằng cách hồi hướng công đức cho tất cả trong kỹ thuật sunlun hành giả không nên tự áp đặt mình vào thời lượng tọa thiền ngồi được bao lâu thì ngồi điều quan trọng nhất là trong suốt thời gian ấy ta đủ niệm và định để quan sát thân tâm. Ở đây dẫn theo kinh nghiệm của thanh tịnh đạo, hành giả chú niệm ở mũi với đôi mắt khép lại và chú niệm ở mũi ở đây nói cho chính xác là ghi nhận sự xúc chạm của làn hơi với điểm ra vào. Kinh nói thiền định là đóng lại các căn. Ở đây ta phải hiểu rằng đóng lại có nghĩa là lòng không mong đợi sẽ thấy gì, nghe gì, ngửi mùi gì, vân vân. Các cảnh trần nổi bật nhiều lắm, chỉ cần được ghi nhận một lần rồi thôi. Ngay sau đó, hành giả phải quay lại với đề mục của hơi thở. Ta học kinh thấy có thuật ngữ lục căn thu thúc giới. Chữ thu thúc ở đây không có nghĩa đơn giản là giữ cho các căn không biết các trần, mà là dù có biết vẫn không để phiền não xuất hiện. Làm được vậy mới đúng nghĩa là thu thúc sau một thời gian dài chuyên chú với đề mục hơi thở, hành giả có thể thấy được nhiều ấn tướng rất lạ lùng, như những luồng sáng đủ màu rất đẹp. Hình ảnh đó có thể là quan tướng của hơi thở, mà cũng có thể là phản ứng tự nhiên của một nội tâm vừa rũ bỏ được thói quen phiền não từ rất lâu đời của mình. Như một cơ thể trong cả hai trường hợp kháng thuốc hoặc sắp sửa bình phục cũng thường có những dị tượng như vậy. Chú niệm vào hơi thở là một cơ hội để hành giả đi ngược lại thói quen phóng vật, thăm căn của đế của mình. Tất cả tâm lực lúc này phải được dồn vào cho một việc là ghi nhận hơi thở. Hay nói nhẹ nhàng hơn một chút là tiếp tục thở bình thường nhưng trong sự tỉnh thức. Bên cạnh đó, khi một cảm giác sinh lý nào đó nổi bật như nóng lạnh hay đau nhức tê mỏi cũng phải được hành giả tạm thời lìa khỏi hơi thở để nhận biết chúng biết đó là nóng lạnh, ngứa đau dần dần, là biết thọ uẩn qua chế định, biết đó là khổ thọ, lạc thọ, là biết thọ qua chân đế. Với hành giả sơ cơ, việc ghi nhận các cảm thọ là cả một cuộc đối phó, biết nó ở đó mà nó cứ tiếp tục có mặt ngoài ý muốn. Với hành giả thuần thục thì khi các cảm thọ được nhận diện sẽ lập tức biến mất cái phiền này không dây dưa kéo sang cái phiền khác như ở người sơ cơ. Trong kinh nghiệm Sun luôn thì hành giả không nên chú ý cảm thọ xuất hiện ở nơi nào trên thân. Chỉ việc ghi nhận thọ gì đó đang có mặt là đủ rồi. Bởi theo tinh thần chân đế, thì thọ không có nơi trốn trú ẩn. Ở đây chúng chỉ là cảnh cho tâm biết mà thôi. Dầu thật ra khổ thọ ấy từ ngón chân hay trên mũi, thì cũng đều phải được phát hiện và nhận diện qua tâm thức mà tâm thì không có chỗ dựa nào cụ thể trong thân này cả về thân quán hành giả biết rõ hơi thở đang ra vào về thọ quán tâm quán và pháp quán thì hành giả biết rõ những thọ tâm và pháp nào vừa xuất hiện với một nhận thức rõ ràng rằng cái này là danh cái này là sắc thọ khổ không phải là thọ lạc nóng không phải là lạnh, dần dần. Biết rõ sự hiền hữu của mình là sự kết nối của những danh sách rời rạc. Không có một cái tôi nào kéo dài từ lúc này sang lúc khác, và mọi thứ danh sách luôn sanh diệt liên tục. Nhận thức này được gọi là tuệ quan sát trong thiền quán. Nếu công phu này được tiếp tục duy trì không sao lãng, không thối thất, hành giả sẽ mỗi lúc tự củng cố năm quyền của mình và liên tục sống trong sự nhận thức đầy đủ đối với danh sách và sự sanh diệt không ngừng của chúng. Cảnh danh sách sanh diệt không ngừng và tâm ghi nhận cũng sanh diệt không ngừng. Người khủ duyên cơ hồ như thấy được cơ thể mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù cảnh ghi nhận là chân đế, nhưng với năm quyền vững mạnh của một hành giả thuần thục khi tác ý đến chỗ nào trong cơ thể hành giả cũng như thấy được nó đang hoạt động ra sao sự đến và đi sự xuất hiện rồi biến mất của từng cảm thọ từng tâm trạng từng hơi thở sẽ khiển hiện trong sự ghi nhận của hành giả rõ ràng như những giọt mưa đang rơi trước mắt kinh nghiệm này được gọi bằng thuật ngữ sanh diệt tuệ một điều rất đặc biệt ở giai đoạn này là khi hành giả sống trọn vẹn với chánh niệm trong việc sanh diệt của danh sách thì cũng sẽ có dịp nhận ra một cách rõ ràng những thứ mà xưa giờ mình chỉ biết qua lý thuyết như tâm chỉ là sự biết cảnh tâm sở là những khía cạnh chi tiết của tâm và sắc pháp chỉ là sự kết hợp của tứ đại từ cái biết này hành giả sẽ đi thêm một bước nữa là thấy rằng toàn thân chỉ là một khối tổng hợp của các loại sắc pháp không có cái gì gọi là từng bộ phận như trước đây mình vẫn thấy như chân tay, mắt, mũi, miệng và cái gọi là tâm thức, tinh thần hay tâm linh gì đó cũng chỉ là sự tổng hợp của tâm và tâm sở. Thế được như vậy, hành giả sẽ nhận ra rằng những khái niệm hay tên gọi áp đặt lên người và vật mà trước đây mình thấy là quan trọng giờ không còn là gì nữa. Nhìn quanh, ta sẽ thấy ra một thế giới mù loà khi ai cũng sống mà không thấy được gì nhận thức này sẽ củng cố niềm tin của chúng ta đối với tam bảo ta sẽ không còn tiếp tục bị giác dẫn bơ sáu trần để có thể mắc vào thường kiến hay đoạn kiến nữa cái khả năng tự vệ của chánh niệm trước sáu trần lúc này được gọi là giới khả năng tập trung tư tưởng lúc này được gọi là định và khả năng nhận diện được danh sách gồm tâm tâm sở và sắc pháp trong dòng chảy nhân quả sinh và diệt được gọi là tuệ lúc này hành giả đang là một người tu tập tam học đúng mức có điều là nếu tâm sơ đạo chưa xuất hiện thì tình trạng này có thể kéo dài một triệu năm hành giả vẫn cứ là một phàm phu